để xuống. Giá 20 triệu em bao hết các trại trong loài luôn. Nếu mà chị đi trại mà con bò cỡ đó chị mua 20 triệu mà. Nó cao nó dài cỡ đó em chịu gì em không chịu. Đi. Vô. Đúng rồi đó mày đi rồi. Cục cục quay ha. Cục đi không? Cục cho đứt rồi cái đi. Còn về sao căng đứt mũi hay? Đứt mũi hả? Ui con bò sao sát bị bò nhảy. Ừ. Bò nào. Bò gọi là bò rập á. Ở trong mình gọi là bò rập á. Bò đó giờ nuôi nó y như bò lai vậy chứ nó đâu có khác gì con bò lai đâu. Mang cái mát là bà bê thôi chứ. Má con chưa con bé luôn hả? Nó cột lại rồi, tôi dắt con đi luôn. Vô đứng ở giữa.